Bộ Văn hóa xác minh thông tin nhà tổ chức đêm nhạc Blackpink ở Hà Nội ủng hộ đường lưỡi bò. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh thông tin ban tổ chức đêm nhạc của Blackpink ủng hộ đường lưỡi bò. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh nghi vấn này. Tối mùng 4 tháng 7, thông tin về việc công ty tổ chức concert Blackpink ủng hộ đường lưỡi bò gây xôn xao mạng xã hội. IMI Entertainment Group Asia là đơn vị chuyên tổ chức đêm nhạc với trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Công ty có hơn 10 văn phòng chi nhánh tại Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Hàn Quốc, Úc. Đơn vị này từng tổ chức nhiều concert của các nghệ sĩ K-pop cũng như quốc tế. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép hai đêm diễn của Blackpink, chưa lên tiếng về nghi vấn công ty trách nhiệm hữu hạn âm nhạc IMI ủng hộ đường lưỡi bò. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định Cục tiếp tục tìm hiểu thông tin và chưa hề có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, giống như một số thông tin lan truyền trước đó. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội là đơn vị cấp phép, sẽ chịu trách nhiệm liên quan. Trước đó, ngày 30 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội có văn bản chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn âm nhạc IMI, trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chương trình nghệ thuật chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 vào ngày 29 và 30 tháng 7 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác nhận 4 cô gái nhà YG sẽ biểu diễn 13 bài hát tại Việt Nam. Thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ bởi các đêm diễn trước đó ở Thái Lan hay Malaysia, nhóm đều trình diễn hơn 20 ca khúc. Bên cạnh đó, giá vé khá cao với mức xấp xỉ 10 triệu đồng cho hạng cao nhất cũng khiến khán giả lo ngại. Sáng mùng 5 tháng 7, một quản lý của YG Entertainment, công ty chủ quản của Blackpink lại khẳng định danh sách cố định 13 bài hát cho buổi biểu diễn tại Hà Nội là không đúng sự thật. Chúng tôi tiếp tục tổ chức các tiết mục tương tự như những chuyến lưu diễn trước đó. Nhân viên YG trả lời một tờ báo Hàn Quốc.